Hoa khôi nam em thước tha trong tà áo dài giáp vàng lướt luôn đàn chị. Tại một sự kiện thời trang, nam em đảm nhận vai trò diễn kết với hai bộ trang phục áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Đây là chương trình nghệ thuật mang tên Vẻ đẹp Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam và nhiều nghệ sĩ như Trần Nhượng, Xuân Bắc, Minh Tiệp và tại đây nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam giới thiệu đến khán giả hai bộ sưu tập áo dài. Bộ sưu tập đầu tiên là Sen Vàng được trình diễn trong một sự kiện tại New York ở Mỹ vào hồi tháng 9. Các mẫu thiết kế được lấy ý tưởng từ những bộ áo dài cưới hỏi của các nàng tiểu thư khuê cát ở thời phong kiến. Với tông màu đỏ chủ đạo, nhà thiết kế đã sử dụng hòa tiết của hình ảnh hoa sen và các họa tiết dân tộc của rối nước. Hoa khôi nam em diện mẫu áo dài cách tân lộng lẫy nhất, đảm nhận vai trò vedette. Người đẹp chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi được mặc áo dài truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp đầm thấm của người con gái Việt Nam. Trang phục này sau đó cũng được bán đấu giá để gây quỹ ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Nam em cũng nguyên góp 10 triệu đồng vào hoạt động thiện nguyện của chương trình. Điểm nhấn của bộ sưu tập là kỹ thuật giác vàng trên chất liệu lụa, nhung và đính kết đá quý. Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ, anh muốn kể câu chuyện văn hóa của người Việt thông qua những tà áo dài. Đa số mẫu thiết kế trong bộ sưu tập được may dáng tay lỡ hiện đại và cổ tròn. Một số mẫu áo dài được đắp chất liệu xuyên thấu ở cổ áo hoặc ở phần ngực mang đến nét mới mẻ song vẫn đảm bảo sự thanh lịch và duyên dáng. Bộ sưu tập được trình diễn trong sự kiện được lấy cảm hứng từ quốc kỳ của Việt Nam và 56 quốc gia có quan hệ ngoại giao. Hoa khôi nam em rạng rỡ khi khoác lên người bộ áo dài với hình ảnh cờ đỏ sao vàng. Màn trình diễn đặc biệt này có các đại sứ và các quan khách ủng hộ bằng những tràng pháo tay rất nồng nhiệt. Không chỉ in hình lá cờ trên trang phục mà nhà thiết kế còn đưa các di sản kiến trúc đặc trưng của mỗi đất nước lên tà áo. Hàng chục chiếc áo dài đều được mai tay lỡ, vạt sau dài hơn vạt trước.